án đường kết nối từ đường Phạm Hùng vành đai 3 với vành đai 3.5 đi huyện Hoài Đức, Hà Nội có chiều dài 6 km, tổng mức đầu tư hơn 1.500 tỷ đồng. Trong đó, đoạn giữa dài hơn 3,5 km từ đường Lê Đức Thọ tới quốc lộ 70, nay là đường Trần Hữu Dực và Trịnh Văn Bô, với tổng mức đầu tư hơn 1.500 tỷ đồng đã được thông xe từ năm 2017. Tuyến đường còn đoạn nối giữa đường Phạm Hùng và Lê Đức Thọ thuộc địa bàn quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội có chiều dài hơn 1,12 km, hiện vẫn trong quá trình xây dựng, chưa hẹn ngày hoàn thành. Theo ghi nhận của phóng viên Dân Việt, hiện tại tuyến đường nối giữa Phạm Hùng và Lê Đức Thọ vẫn đang ngổn ngang, thi công ì ạch, nhiều hạng mục xuống cấp nghiêm trọng và trở thành nơi tập kết rác thải sinh hoạt gây ô nhiễm và mất mỹ quan đô thị. Qua tìm hiểu, hiện dự án đang vướng mắc nhiều vị trí giải phóng mặt bằng như đoạn ngõ 252 đường Mỹ Đình, phía sau trường tiểu học Mỹ Đình 2, đoạn dọc theo con ngõ cạnh trụ sở công an phường Mỹ Đình 2 đến tuyến đường đang xây dựng bên hông trường Trung học phổ thông Trần Quốc Tuấn. Tại các đoạn chưa được giải phóng mặt bằng, nơi đây đã trở thành nơi tập kết rác thải sinh hoạt của người dân, thậm chí là nơi đổ trộm rác thải xây dựng. Những núi rác cao trên 2 mét án ngữ, bốc mùi gây ô nhiễm ảnh hưởng đến đời sống của nhân dân. Ngoài ra, đoạn đường này còn trở thành nơi tập kết xe tự phát. Tuyến đường này làm nó cũng rất lâu rồi nhưng mà nó chưa hoàn thành, cho nên là những cái tuyến đường rác là dân hoặc là những cái bọn nó đổ cái trạc thải ấy, nhà cửa nên nó ảnh hưởng bốc mùi, và nếu là mưa gió các thứ là đến trời mưa là mùa mưa là nó ngập hết cả vào nhà dân. Những cái nhà mà đang trong một tuyến đường mà giải tỏa nhưng mà 30 năm nay là không có cái phương án gì cả. Đấy. Trộm ở đâu lên đây, chứ còn dân cư của tôi là đổ vào chỗ cái những cái đổ vào đến giờ là công ty rác người ta đi gom mà tôi đổ, nhưng mà ở đâu được đổ ở đây. Hàng ngày thì em đi học qua đây khoảng tầm 7 giờ sáng ấy, thì em thấy rác thải đây rất là nhiều lúc và người ta múc xong ấy thì người dân người ta lại xả rác tiếp đi ạ, và tình trạng khói bụi ở đây thì vô cùng nhiều. Mỗi lần đi qua đây em cảm thấy rất là khó chịu ạ. Em thấy tình trạng này diễn ra khá là lâu rồi ạ, chắc khoảng 2-3 năm rồi. Ngoài ra, điểm đầu của dự án giao với vành đai 3, đoạn đối diện cung thiếu nhi Cầu Giấy cũng đang trong tình trạng ngổn ngang vật liệu, rác thải chất đống, công tác thi công ì ạch, vắng bóng công nhân. Người dân nơi đây đã nhiều lần phản hồi, gửi ý kiến về tình trạng tập kết rác thải lên chính quyền địa phương nhưng vẫn chưa được xử lý dứt điểm. Hầu hết người dân đều mong muốn tuyến đường sớm hoàn thành để thuận tiện cho việc làm ăn sinh kế và ổn định cuộc sống lâu dài.